Thưa quý vị, kết thúc tháng 4 của năm 2022, kinh tế Đà Nẵng khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn, tổng thu ngân sách tăng, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo từng bước phục hồi. Đây có thể xem là thành quả bước đầu của một giai đoạn mới. Dù vẫn đang còn trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng doanh nghiệp này có tốc độ kinh doanh tương đối khả quan với mức tăng trưởng 28% trong quý 1. Giá trị sản xuất thực tế vượt 18% kế hoạch giao. Bước sang tháng 4 đã có được nhiều đơn hàng, nên doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 2 này, nhất là thị phần xuất khẩu. Trong thời gian vừa rồi là cao su ở Lãng liên tục phát triển về cái tăng trưởng về cái sản phẩm xuất khẩu. Chúng tôi xuất khẩu rất nhiều sang thị trường châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt là thị trường Brazil. Tiếp tục kiên định mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố đang có những tín hiệu phục hồi khả quan. Trong đó, tiếp đà phục hồi trong quý 1 lĩnh vực sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2022 có nhiều dấu hiệu tích cực. Số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng hơn 3% so với tháng trước, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang có xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực, là trụ đỡ chính cho toàn ngành công nghiệp. Con số ấn tượng này thì cũng cho thấy là niềm tin của doanh nghiệp đối với nền kinh tế, đối với sự phát triển và phục hồi kinh tế sau gần 2 năm dịch COVID-19 bùng phát. Cục Thống kê Đà Nẵng cũng nhận định hầu hết các hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng trở lại trạng thái bình thường. Khách du lịch đến Đà Nẵng trong tháng 4 năm 2022 tăng mạnh. Dấu hiệu phục hồi ngành du lịch và các lĩnh vực dịch vụ khác đang dần hiện rõ. Đà Nẵng đang nỗ lực chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút khách, đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm chủ động thích ứng, linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn cho du khách vừa phát huy thế mạnh của địa phương. Trong tháng 4, lần đầu tiên doanh thu ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Nẵng tăng trưởng 2% sau hơn một năm liên tục giảm. Bên cạnh những chính sách linh hoạt của địa phương, theo các chuyên gia kinh tế, những chính sách cởi mở hơn của chính phủ cũng đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp kỳ vọng và tin tưởng vào sự phục hồi và phát triển mới, nhất là đối với một số ngành vốn phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Từ 15 tháng 3 khi mà chúng ta có chiến lược mở cửa trở lại và với những cái thông điệp mạnh mẽ trong việc bình thường hóa hơn nữa, thì tôi cũng rất là kỳ vọng rằng là lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch, những lĩnh vực mà kỳ vọng rằng là thu hút được nhiều lao động và tạo ra công ăn việc làm cũng như kích cầu tiêu dùng trong nước ấy, thì nó sẽ khởi sắc trong quý 2 và trong cả năm 2022. Thị trường bây giờ là tất cả chúng ta cũng đang nằm ở cái thế là mới cũng như là phải khởi động lại, cho nên phải cần một cái thời gian rất dài và chúng ta để làm sao để nhưng chúng ta phải làm sao để tốc độ để đưa nhanh vấn đề đó là chủ doanh nghiệp phải cần phải năng động hơn nữa, phải cố gắng và tận dụng tất cả những cái nguồn và hỗ trợ của nhà nước để làm sao chúng ta đẩy nhanh cái đó vào trong cái doanh nghiệp thì mới vượt dậy được cái tình hình kinh tế sản xuất sau đại dịch. Sự lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế cũng như triển vọng kinh doanh trong quý 2 chính là một trong những lý do kéo doanh nghiệp trở lại thị trường. Riêng trong tháng 4, tại Đà Nẵng đã có hơn 300 doanh nghiệp quay trở lại thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp quay trở lại thị trường từ đầu năm đến nay là 1.400 doanh nghiệp, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2021.